Xin chào các bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái Trello cho cái cách làm việc của quản lý các cái công việc, bài tập về nhà cũng như là các cái kiến thức học của lớp chúng ta. Thì mình đã tạo ra một cái nhóm trên Trello là nhóm T3H 1PSP1706. Chúng ta có thể vào đây chúng ta xem trang của nhóm. Trong này là các thành viên. Mình đã add các bạn vào trong này hết rồi. Thì các bạn nào mà đang có cái chữ ảo này, tức là các bạn chưa tạo tài khoản của Trello, thì các bạn sẽ vào mail của mình gửi cho gửi gửi vào mail ấy. Sau đó chúng ta check xem có email nào gửi tới Trello hay không, thì các bạn sẽ tạo ra một cái tài khoản Trello từ cái mail đấy. Sau đó các bạn accept cái lời mời của mình thì các bạn sẽ được vào trong bảng này. Tiếp theo thì ở trong phần bảng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng ở trong lớp của mình. Thì ở đây mình tạo ra một bảng là PHP1706, chúng ta bấm vào đây. Bảng này bảng trống trơn chưa có gì. Thì chúng ta lớp của chúng ta sẽ hoạt động theo cái cách quản lý như sau. Ở đây mình sẽ có rất là nhiều danh sách. Mỗi danh sách này sẽ có một cái chịu trách nhiệm riêng. Thì ví dụ như kiểu ở bên này mình sẽ thêm một cái danh sách mới, đây là danh sách cái thông báo. Rồi, đây là danh sách nội dung bài học. Đây là danh sách bài tập về nhà. Danh sách này sẽ là danh sách về bài làm của sinh viên. Đây là danh sách đang làm. Danh sách là cần review. Danh sách là đang review. Và cuối cùng là danh sách xong, hoàn thành. Rồi, ok. Thì ví dụ như phần thông báo này thì mình sẽ viết ở đây, mình thông báo là lịch học chẳng hạn. Lịch học của lớp 1706. Thì trong mình tạo ra cái này gọi là cái cảng, một cái thẻ. Thì chúng ta có thể sau khi tạo xong chúng ta có thể mở nó ra để chúng ta thêm thông báo vào đây. Ví dụ mình sẽ thêm thông báo đây lịch học cố định của lớp sẽ là vào thứ năm và chủ nhật các tuần, thời gian học từ 18 giờ cho đến 21 giờ các ngày. Mình lưu xuống, mình sẽ đánh nó một cái nhãn. Đây là những cái nhãn mà liên quan đến cái thông báo, mình sẽ có cái nhãn màu xanh đậm như thế này. Mình có thể viết vào đây là thông báo. Rồi, xong. Thì cái nhãn này các bạn, khi mà các bạn vào trong bảng các bạn sẽ nhìn thấy hết. Được nhá, sẽ nhìn thấy hết tất cả các cái nội dung ở trong này. Và thông báo này thì mình để đây thôi để cho các bạn nắm được những cái thông tin của lớp. Sau này ví dụ như kiểu là có báo nghỉ thì chúng ta cũng có thể theo dõi được trên Trello. Tiếp theo nội dung bài học, ví dụ như ngày hôm qua chúng ta có lesson 01 là bài học 1 là làm quen và khái niệm về HTML cơ bản. Thì mình có thể mở cái này ra, sau đó mình có thể đính kèm. Đây là nội dung là khái niệm và cấu trúc chung của HTML. Và cái nội dung tiếp theo là các thẻ HTML định dạng về text thì sẽ bao gồm các cái thẻ, ví dụ như thẻ P này, rồi thẻ H1 cho đến thẻ H6, thẻ Strong, thẻ B, thẻ I, thẻ U, rồi rất nhiều những cái thẻ khác nữa, mình sẽ hoàn thiện sau. Lưu xuống và mình ở trong này mình có thể đính kèm, mình có thể đính kèm một cái Google Drive, không thì mình có thể đính kèm, các bạn chờ một chút, mình sẽ có thể là tải cái slide của chúng ta về, slide mình đã update ở trên lớp mình rồi, để mình tải về mình đính kèm lên đây cho các bạn. Rồi xong.
Ok, mình sẽ đính kèm, vào lấy cái máy tính của mình, phần download lesson 1 HTML, open ra rồi xong, và chúng ta có thể theo dõi cái bài này ở đây. Nhãn ở đây mình sẽ để là nhãn màu tím, đây là bài học rồi. Đấy là xong về cái nội dung bài học. Chúng ta sẽ theo dõi nội dung bài học ở trong này qua các buổi. Tiếp theo nữa là cái phần bài tập về nhà, thì mỗi lần có bài tập về nhà mình sẽ tạo một thẻ mới ở trong này, thì mình sẽ đặt cái cú pháp nó sẽ như sau. Các bạn chờ một chút, mình tắt bớt cái này đã. Đây, bài tập về nhà gạch ngang B1 chưa? Thì mình có thể là ghi ghi đề trên này luôn là tìm hiểu các thẻ định dạng về danh sách này, rồi thì về về table, về dạng bảng là table và vùng chọn HTML. Xong, mình sẽ có ghi deadline ở đây. Mình sẽ có một cái, mình bấm vào trong nội dung thì mình sẽ có cái phần có cái ngày hết hạn. Nó sẽ rơi vào ngày tối ngày thứ bảy vào 21 giờ. Lưu xuống. Sau đó mình sẽ đính kèm các cái thành viên ở trong nhóm mình vào. Đó. Các bạn sẽ nhận được notify. Rồi, được rồi, xong. Đó, nó sẽ chỉnh sửa, mà sau đó mình có thể chỉnh sửa mô tả ở trong này là tìm hiểu khái niệm, cú pháp, cách sử dụng và lấy ví dụ của các thẻ theo yêu cầu. Xong, lưu xuống. Rồi bây giờ đây là đến phần của mình, sau đó là đến phần của các bạn. À quên, phần này mình còn một cái nữa, đó là mình sẽ tag một vài người vào trong này để họ, để nhảy các bạn này sẽ giúp mình kiểm tra cái chất lượng bài làm, cũng như là cái việc các bạn có nộp bài, nộp file đúng theo yêu cầu hay không. Ví dụ mình tag vào bạn là bạn Hiệp đi, Hiệp này, bạn nữa là bạn Lê Anh đi, và một bạn nữa là bạn Văn Anh. Ba bạn này giúp mình kiểm tra về deadline và chất lượng bài làm của các thành viên trong lớp theo deadline. Ok, trong lớp thôi. Lưu xuống thì đây tên các bạn sẽ ở trong này. Sau đó bây giờ nếu mà mình làm, ví dụ cứ coi mình là một thành viên trong lớp đi, mình cần phải làm bài nạp bài tập này, thì các bạn đã nhìn thấy cái bài này ở đây rồi, thì mình sẽ đổi cho nó một cái nhãn, và đây là bài nhãn màu xanh. Lưu xuống, đây là bài tập về nhà. Rồi xong, lưu xuống. Bây giờ các bạn mỗi một người được tag ở trong này thì chúng ta tiến hành tạo cho mình một cái thẻ mới ở trong này. Chúng ta có quyền tạo thẻ nhé. Chúng ta tạo cho mình một thẻ mới, ví dụ ở đây là anh LV chẳng hạn. Đây là BT1 trừ anh LV. Như vậy thôi, mỗi vậy thôi. Xong rồi sau đấy các bạn tự đặt cho mình cái deadline theo cái deadline ở bên này là thứ bảy ngày 24 tháng 6 năm 2017, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái ngày hết hạn cho mình là ngày 24 tháng 6 và 21 giờ lưu xuống. Và cái nhãn của chúng ta cũng theo cái nhãn mà ở bên này tôi đặt. Thì chúng ta có thể là tạo cho mình một cái danh sách những cái việc cần làm. Ví dụ đây là việc cần làm bài tập 1
bài tập 1 chẳng hạn. Sau đó ở đây chúng ta viết là thẻ danh sách, thẻ table và thẻ vùng chọn. Đó. Sau đó để đây là chúng ta đã có một thẻ rồi. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể tag cái tên mình vào cũng được. Anh, đây, Lê Anh chẳng hạn, lưu xuống. Sau đó đây là cái việc nó sẽ nhắc chúng ta là cái việc này là chúng ta cần phải làm. Sau đó tại cái thời điểm các bạn bắt đầu làm bài thì chúng ta cầm cái thẻ này chúng ta kéo sang cái bên đang làm này thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử lúc nào các bạn tạo thẻ, lúc nào các bạn đang làm việc. Mình sẽ biết được trạng thái là các bạn có đang làm bài tập hay không. Được chưa? Và hơn nữa là nó sẽ giúp mình kiểm soát được là các bạn làm cái bài tập này trong vòng bao nhiêu lâu. Khi các bạn kéo sang cần review thì nó sẽ thể hiện là các bạn làm cái việc này trong vòng bao nhiêu lâu, thì mình sẽ biết được cái năng lực của các bạn đến đâu để cho những cái bài tập phù hợp hơn cho các bạn. Sau đó thì các bạn trong quá trình làm bài, các bạn làm đến đâu thì các bạn có thể là tích vào đây là việc cần làm được một phần này, tiếp theo làm đến phần tiếp theo này, đến khi làm hết rồi thì các bạn sẽ cần phải nộp bài đúng không? Thì chúng ta sẽ vào phần đính kèm, chúng ta chọn cái file bài làm, ví dụ bài 1 này là file Word chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn một cái file chúng ta đính kèm lên, nó sẽ lên trên này 34 37%. Rồi, đã tải file lên xong. Thì là đánh dấu tại cái thời điểm này là chúng ta đã làm xong bài và chúng ta có thể kéo sang là cần review. Thì mình hoặc là các bạn là sẽ chịu trách nhiệm review cái nhóm của chúng ta, cái bài tập của chúng ta sẽ vào đây mở cái này ra. Họ thấy là các bạn đã làm xong rồi, làm xong vài giây trước này. Sau đó là các bạn ấy sẽ bao giờ các bạn tiến hành, các bạn có trách nhiệm review nhá, thì các bạn sẽ tiến hành là bao giờ các bạn review bài nào. Và tại một thời điểm các bạn chỉ review một bài thôi nhá, xong bài này với đến bài khác thì các bạn đang tiến hành review, thì các bạn cầm kéo từ bên này sang bên này để cho các bạn là để và các bạn tag tên mình vào, ví dụ như tên thay đổi thành viên mình là Thiện, đây mình ép mình vào lưu xuống để biết là cái bài này do bạn Lê Anh làm và Thiện TH đang review. Được chưa? Sau đó là chúng ta có thể là mở cái này ra xem bạn ấy làm đến đâu, mở cái bài này ra, mở cái này ra chúng ta có thể đọc nội dung ở trong này. À, cái này nó đang đang hơi lỗi một chút, thì chúng ta có thể đọc cái nội dung ở trong này và chúng ta nếu trong trường hợp bài của bạn vẫn còn thiếu một cái nội dung nào đấy hay là đang bị sai một nội dung nào đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể mô tả trong này đây là lỗi trong bài, thì chúng ta có thể là liệt kê ra là thiếu ví dụ của thẻ UL LI ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta có thể là không comment và chúng ta tạo thẳng 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 ra một cái việc cần làm, một cái danh sách ở đây này, thì đây là lỗi danh sách này, danh sách lỗi bài 1 ví dụ thế, trong này là thiếu ví dụ thẻ UL LI thiếu định nghĩa của thẻ table. Đó thì là những cái người mà người ta làm ấy thì người ta sẽ tự biết là người ta đang thiếu cái gì. Được chưa? Xong rồi sau đấy là chúng ta đóng nó vào và chúng ta cầm kéo ngược trở lại bên này. Kéo ngược trở lại bên này và chúng ta bỏ cái tên của chúng ta ra ngoài. Bỏ đi. Lưu xuống. Được chưa? Thì cái bạn phải làm cái việc này này, bạn sẽ biết là bạn ấy đang đang bị lỗi. Đang bị lỗi thì người ta mới kéo từ review sang bên bài làm. Được chưa? Đây là bài cần làm. Đấy, vậy cũng được. Được chưa? Xong rồi sau đấy bạn ấy sẽ mở ra, bạn ấy biết là mình đang thiếu cái gì thì bạn lại bắt đầu là bao giờ bạn ấy bắt đầu làm lại cái bài này thì bạn ấy kéo sang đang làm, và bao giờ bạn ấy làm xong bạn lại đính kèm file và tích vào những cái ô ở đây để mình biết là các bạn ấy đã sửa xong chưa. Sau đó là chúng ta tiến hành là kéo tiếp sang review, thì lại các bạn cần phải review ấy, lại vào đây ngó thì đang có bao nhiêu bài review này thì lại tag cái tên mình vào, sau đó là kéo sang là đang review
Trong trường hợp này mình lại mở ra, mở cái nội dung bài bạn đang làm ra, nếu mà ok rồi thì nếu mà bạn đã sửa hết rồi và mình không còn lỗi nào nữa thì mình sẽ cuối cùng mình sẽ tiến hành là cầm cái này mình kéo sang bên hoàn thành. Chúng ta không không loại bỏ tên mình ra nhé, để nguyên đấy để mình biết là bạn nào đã review cái bài này, được chưa? Thì mình đến lúc mình check thì mình sẽ hỏi xem là cái bạn review này bạn đã review xong chưa, có vấn đề gì không, cần chỉnh sửa gì không, được chưa nhỉ? Và hoàn thành kết thúc ở đây là chúng ta đã kết thúc một cái bài tập của một cá nhân và chúng ta chờ đợi những cái bài tập về phía sau, được chưa nhỉ? Video này kết thúc ở đây. Chúc các bạn học tốt.